Thưa quý vị, thưa bà con, thông qua hệ thống tổng đài 1900-6145, chúng tôi tiếp nhận câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại là 0973 và 3 số cuối là 950. Khán giả cho biết như sau. Lợn nái của gia đình khán giả đang mang thai và còn khoảng 2 tuần nữa là đẻ. Tuy nhiên, lợn bị liệt hai chân sau. Xin hỏi nguyên nhân vì sao và cách xử lý trường hợp này như thế nào, thưa chuyên gia Lê Văn Nam ạ? Vâng, xin chào khán giả. Cái việc, cái ca bệnh này sao nó cũng giống như cái ca bệnh trước đây vài phút tôi vừa trả lời. Thứ nhất là cái bại liệt của lợn nái ấy, thì thường hay xảy ra và nhất là sau khi đẻ. Đó là kết quả của sai sót kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng trong thời kỳ nái trưởng. Hay nói đúng hơn, rõ hơn là mất cân bằng dinh dưỡng giữa canxi và phốt pho. Rồi một số cái yếu tố nguyên tố vi lượng khác, ví dụ như vitamin D3, vitamin D nói chung, rồi selen, mangan, phốt pho, choline, vitamin PP vân vân. Thì tất cả những nguyên tố đó, yếu tố đó nó gây nên hiện tượng là yếu chân, rồi dẫn đến bại liệt chân. Hay nói đúng hơn là bộ khung xương phát triển không cân đối. Thì một trong những nguyên nhân thứ hai cơ bản nữa là có thể đây là một bệnh chứng của dịch tả lợn cổ điển, mà chúng ta cứ chủ quan nghĩ rằng lợn tiêm phòng rồi, cho nên bây giờ nó không bị. Nhưng mà nếu như con lợn đó được miễn dịch chưa được miễn dịch tốt, thì vẫn có khả năng bại liệt do chính dịch tả gây ra. Tất nhiên là nó từ từ chứ không phải là xuất hiện ngay. Nó diễn biến chậm chạp từ từ và kéo dài, để sau đó nó bị liệt. Và trong trường hợp này, 14 ngày nữa đẻ thì chúng tôi nghĩ rằng là mặc dù nó bại liệt nhưng vẫn phải tiêm phòng đầy đủ những loại vaccine như sau. Thứ nhất là dịch tả lợn cổ điển. Thứ hai là tai xanh. Thứ ba là PID và TGE là những cái bệnh mà gây nên tiêu chảy và chết tới 100% lợn con ở sau sinh từ 1 đến 10 ngày tuổi. Và cuối cùng nó là các bệnh do E. coli. Thế là 4 cái vaccine đấy phải tiêm đầy đủ, 3 đến 2 tuần trước khi đẻ. Thế thì mặc dù bị bay đại liệt rồi nhưng tôi khuyên là vẫn phải tiêm đủ. Còn cách điều trị như sau. Thứ nhất, trong trường hợp này cũng phải tiêm lại vaccine dịch tả lợn và tai xanh ngay lập tức. Thế còn cái TGE và PID có thể chậm lại 1-2 ngày. Cái E. coli dung huyết có thể chậm lại 1-2 ngày cũng được, nhưng mà phải tiêm. Sau đó cũng phải tiêm phòng bế. Và cái phòng bế này cũng là dự gồm có vitamin D3 hoặc là AD3E, linco, lindocain hoặc là novocain, rồi strychnine và B-complex. Mỗi loại 1cc cũng pha chung tiêm cho 10 cân heo. Nơi tiêm cũng là cái điểm giao nhau giữa ba đường phân giác của tam giác tạo thành từ thắt lưng, khâu đuôi và cái khớp giữa xương đùi và xương chậu. Khi tiêm cần lưu ý là phải sát trùng kỹ, và mỗi ngày chúng ta tiêm một lần cái hỗn hợp thuốc này và tiêm 3-4 ngày. Việc thứ hai vẫn phải bổ sung. Thứ nhất là cân bằng đối lại vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt là khoáng vị lượng như tôi vừa nêu, thì chúng ta chủ yếu dùng bột xương thịt và embryo stimulant, mỗi loại 1% bổ sung vào trong thức ăn và cho ăn liên tục. Liên tục, tôi dùng từ liên tục ít nhất là 2-3 tuần, bởi vì nó đã bại liệt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình đẻ và sau này kể cả con nữa. Và đặc biệt là nó sẽ bệnh rất nặng nề hơn sau khi sinh, cái nái này sẽ bị liệt nặng nề hơn sau sinh. Cho nên sau khi mà tiến hành điều trị này thì cơ bản là bổ sung là chúng ta phải kéo dài thêm vài 3 tuần, kể cả sau sinh. Để làm như vậy thì chúng ta sẽ cứu được cả mẹ cả con. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn hết sức hữu ích vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Nam.